có nghĩa là chúng ta thấy được là trong cái tình trạng mà mọi người phô một cơ mạnh như thế này thì thuận cũng muốn chia sẻ với các bạn một số những cái điều mà thuận đang lo ngại hiện bây giờ tại vì các bạn biết là cuối cùng thì chúng ta đầu tư thì cũng chỉ là muốn có cuộc sống tốt hơn cho nên không có lý do nào mà chúng ta cứ nhắm mắt về đầu tư chúng ta cần phải hiểu tình hình bây giờ như thế nào cho nên trong cái thời gian qua trong vòng bao nhiêu tháng qua thường vẫn rất lạc quan về thị trường và tại sao tại vì chúng ta đang nằm trong một cái mùa tăng trưởng một bull market chỉ khi nào mà chúng thấy là có cái dấu hiệu là chúng ta đã tới gần đỉnh rồi thì lúc đó thường mới lo sợ cho nên như bạn hỏi thường là bây giờ có nên rời khỏi trường hay là không thì đương nhiên đó là quyết định của mỗi người Thật ra mà nói bây giờ các bạn thấy được là nếu như mà chúng ta chứng đoán là giá Bitcoin sẽ tăng lên tới bao nhiêu thì đó cũng chỉ là những cái đón mò mà thôi tại vì Bitcoin chưa bao giờ có giá cả mà lên tới cái mức như thế này. Có thể nói là bất cứ ai mà đầu tư Bitcoin bất cứ một thời điểm nào mà giữ tới bây giờ thì đã có lời rồi cho nên chúng ta không biết được là tương lai Bitcoin sẽ như thế nào tại vì chúng ta chưa hề có lịch sử giá cả trên cái vùng này, cho nên không ai biết được là Bitcoin sẽ phản ứng ra sao và thật ra những cái giá này chúng ta cũng không có đầy đủ những cái tài liệu về giá cả để biết được là có ai hỗ trợ ở những cái mức nào để có thể đưa ra những cái quyết định tốt trong thiên dài hạn. cho nên chúng ta chỉ có thể là đi từng bước, từng bước một mà thôi. Một trong những điều mà chúng ta cần phải lưu ý đến đó chính là những hành động của Elon Musk trong thời điểm gần đây. đương nhiên là chúng ta biết là Elon Musk một người mà nhiều người cho thích tu dở nhưng mà thường không nghĩ là đơn giản như vậy. Các bạn nhìn đi, đây là một cái thuyết mà Elon Musk đã chia sẻ ngày 20 tây tháng 12 Có nghĩa là cách đây không có lâu, các bạn thấy được là ngày 20 tây tháng 12 năm 2020 Thì cách cái khoảng thời gian này, chúng ta thấy là chỉ có một tháng mấy mà thôi Thì trong cái thuyết này, Elon Musk nói Bitcoin gần như nhảm nhí như là tiền pháp định gì Có nghĩa là đây là một cái thuyết không tốt về Bitcoin Thì tại sao mà chúng ta thấy được là ngày 20 tây tháng 12 Thì Elon Musk đưa ra cái thuyết này, chơi bài Bitcoin giống như là tiền pháp định nhưng mà bây giờ thì công ty lại đầu tư bởi Bitcoin Đó là điều đầu tiên, điều thứ nhì nữa chúng ta nhìn vào Những hành động gần đây của Elon Musk thì các bạn thấy được là Elon Musk chia sẻ rất là nhiều Về Dogecoin khiến cho đồng Dogecoin tăng lên một cách rất là chóng mặt Thì những điều này có thể dẫn đến là SEC, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ sẽ có một cuộc điều tra là tại sao Elements đã có những hành động như vậy có phải là cố tình để mà đẩy giá lên tại vì biết cái sự ảnh hưởng của mình khi mà đưa những cái thuyết hay là không Elements có mua đồng Dogecoin đồ score sau đó là tự pump lên hay là không và đây là những câu hỏi mà thường nghĩ là chúng ta không có câu trả lời và đương nhiên thường không nói là điều này đúng hay là sai thường chỉ nói là đây là một điều hoàn toàn có thể một trong những điều mà được nói tới rất nhiều ngày hôm nay trên những đài truyền hình là SEC có mở cuộc điều tra về cái sự kiện này hay không đây là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình đi đây là cái biểu đồ mà chúng ta nhìn trước đây được chia sẻ bởi một người ở trên trading view là người này nghĩ đó là cái đợt tăng trưởng này chúng ta sẽ có thể thấy cái đợt tăng trưởng này kéo dài đến cuối năm thì chúng ta bấm cái nút play đi đây là cái biểu đồ đã được vẽ cách đây ở một khoảng thời gian để cách đây là hồi tháng 10 của năm 2020 thì chúng ta hãy xem coi là giá cả chuyển biến như thế nào thì các bạn thấy được đó là giá cả bây giờ đã tăng rất là nhanh và chứng đoán theo cái mô hình này đó thì giá Bitcoin có thể lên tới là 100 khoảng chừng là 115.000 và các bạn thấy được bây giờ giá Bitcoin đó đã đi tới cái mức là 40 mấy ngàn rồi và càng đi sâu đó, càng đi sâu vào cái mùa tăng trưởng đó thì cái tốc độ tăng trưởng sẽ càng nhanh tại vì Bitcoin tăng trưởng theo cái kiểu gọi là parabola thì mỗi lần mà có một cái parabolic move nghĩa là mỗi lần mà có cái sự tăng trưởng mà được cong mà càng cong thì càng thẳng đó, nghĩa là sẽ cong như vậy và càng cong thì cái độ mà tăng trưởng càng nhanh, có nghĩa là càng công thì càng thẳng lên thì giá cả càng tăng mạnh hơn. Và bây giờ các bạn thấy được chúng ta chỉ mới có tháng 2 thôi. Chúng ta chưa đến giữa tháng 2 nữa, chúng ta chưa qua Tết nữa. Thì chúng ta đã thấy được là giá Bitcoin đã gần như là muốn chạm cái đỉnh trên này rồi. Có nghĩa là nếu cứ tiếp tục như vậy thì cái tốc độ tăng trưởng sẽ càng nhanh và càng nhanh thì càng nhanh cho nên thường không có nghĩ là chúng ta nếu như video này đoán đúng là bitcoin sẽ lên tới là 116.940 dựa theo cái tài liệu này thì thường không nghĩ là chúng ta có thể thấy bitcoin kéo dài cho đến cuối năm tôi nghĩ là sẽ kết thúc rất là sớm nếu như mà cứ tiếp tục như vậy. Cho nên nếu như mình nhìn vào cái thông tin này thôi thì mình không nghĩ là giá Bitcoin sẽ tăng cho đến cuối năm nay. Đây là điều đầu tiên. Điều thứ nhì nữa là chúng ta sẽ tiếp tục để mà theo dõi những cái biểu đồ. Tôi nghĩ là không có gì mà quan trọng hơn bây giờ là chúng ta tiếp tục theo dõi những cái biểu đồ để cho chúng ta biết được là chúng ta có những cái dấu hiệu để đến đỉnh hay là chưa. Tại vì nếu chúng ta chỉ dựa theo cảm xúc thôi thì các bạn sẽ thấy là các bạn chỉ đón mò mà không có bất cứ một cái dẫn chứng khoa học nào hết. Thì chúng ta thấy được là một trong những biểu đồ mà rất là quan trọng mà nhiều người đang nhìn và chúng ta cũng hay xem biểu đồ này Đó chính là biểu đồ NUPL của Klasno Và mỗi lần mà các bạn cũng đã biết là chạm vào cái dùng màu xanh này là dấu hiệu kết thúc của một cái mùa tăng trưởng Như là các bạn thấy được là đây là cái đợt tăng trưởng của năm 2013 Khi mà chúng ta đi vào cái dùng màu xanh dương này thì giá cả đã bắt đầu đi vào một mùa đông Và các bạn thấy được năm 2017 cũng vậy Chỉ cần chúng ta thấy cái đường NUPL này chạm vào cái dùng màu xanh dương thôi có nghĩa là cái dùng hưng phấn đó thì các bạn thấy được là chúng ta thấy giá cả đi xuống thì bây giờ chúng ta hạ đạn ở đâu sau khi mà giá lên tới 42.000 đó chúng ta có một cái đợt điều chỉnh thì đường màu xanh lá cây này đã đi trở xuống nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là đường màu xanh lá cây này lại có cái sự tăng trưởng lên tiếp tục và bây giờ chúng ta thấy được lại rất là gần cái đường chấm 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 này có nghĩa là chúng ta cứ thấy cái sự tăng trưởng mạnh như vậy thì sẽ rất dễ dàng để mà đi vào cái vùng màu xanh dương có nghĩa là cái vùng mà chúng ta đã bắt đầu có dấu hiệu đỉnh đương nhiên đây chỉ là một trong những biểu đồ mà thôi chúng ta cần phải nhìn vào những biểu đồ khác như chúng ta thấy được là oh thì All là các bạn sẽ thấy được là bây giờ cũng vậy sau khi mà bitcoin ngủ xuống một chút thì cái đường mà màu cam này đã có xu hướng tăng lên và nếu như cái đường màu cam này mà đi vào cái dùng màu đỏ trên màn hình cái dùng màu đỏ này thì các bạn sẽ thấy được chúng ta sẽ có một cái đợt đi xuống giá kế tiếp một mùa đông kế tiếp dựa theo tài liệu trước đây như là các bạn thấy là năm 2013 khi mà đường màu cam này đi vào cái dùng màu đỏ này thì giá đã bắt đầu đi vào một mùa đông năm 2017 cũng vậy khi mà đường màu cam này đi vào dùng màu đỏ này thì giá đã bắt đầu một mùa đông kế tiếp bây giờ chúng ta thấy được là tuy vẫn còn một khoảng cách nhưng mà nếu như cứ tiếp tục thì sẽ rất dễ dàng cái đường màu cam này chạm vào dùng màu đỏ đây là điều thứ hai mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi đây là những điều rất là quan trọng tại vì các bạn thấy được là tin thì bây giờ đó thì có rất nhiều người lại đang có lời tiếp tục chúng ta thấy được là đây là chúng ta tính theo là bao nhiêu người lưu trữ bitcoin mà đang có lời tính theo phần trăm bitcoin trên thị trường thì chúng ta bây giờ thấy là phần lớn mọi người đang có lời có thể nói là bây giờ là tổng cộng là chúng ta có đến 97 98% của tất cả người lưu giữ Bitcoin này đang có lời. Và cũng tương tự chúng ta tính theo là những giao dịch thì phần lớn mọi người bây giờ này đang có lời, hầu hết mọi người luôn chứ không đó là phần lớn. Và đây là một trong những điều chúng ta không muốn thấy. Càng nhiều người có lời thì càng nguy hiểm cho cái thị trường này. Tại vì càng nhiều có lời thì càng ít người sẽ lưu trữ Chỉ cần là chúng ta thấy có một dấu hiệu gì mà không tốt thôi Thì những người mà có lời này họ sẽ xả hàng một lúc sẽ dẫn đến giá cả đi xuống rất là nhanh Đây là điều kế tiếp mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Cho nên nếu các bạn hỏi thuận là khi nào mới nên bán thì đó là quyết định của mỗi người mà thôi Tại vì mỗi người đều có cái sự chấp nhận nguy hiểm khác nhau Mỗi người đều có cái độ thời gian đầu tư khác nhau Cho nên không thể nào mà chia sẻ hay là đưa ra lời khuyên cá nhân được Thuận chỉ có thể chia sẻ với các bạn là hiện bây giờ Thuận vẫn chưa bán và Thuận chờ gì? Thuận đang tiếp tục theo dõi những cái biểu đồ này cơ của chúng ta khi nào mới thấy dấu hiệu đỉnh. Và đương nhiên chúng ta cũng phải kết hợp nhiều biểu đồ như là các bạn thấy được là tuy là biểu đồ này một một cái biểu đồ mà nhiều người tin tưởng nhưng mà chúng ta thấy được là năm 2013 là một năm rất là đặc biệt. Chúng ta thấy là cái đỉnh nó được tạo hai lần, hai lần trong khoảng thời gian chỉ có vài tháng mà thôi, một lần là các bạn thấy là hồi tháng 4 của năm 2013 và lần thứ nhì là tháng 11 của năm 2013 cho nên chúng ta thấy được là đương nhiên chạm vào vùng màu xanh này thì có một cái đợt điều chỉnh nhưng mà sau đó thì giá lại có thể có một sự tăng trưởng kế tiếp cho nên chúng ta nếu như mà rời khỏi thị trường lúc mà chúng ta chạm vào dù màu xanh lần đầu tiên thì đã mất đi cơ hội của dùng màu xanh lần thứ nhì cho nên để giảm đi cái sự chẩn đoán sai lầm này thường sẽ chia ra làm hai nếu chúng ta thấy là bitcoin bắt đầu đi vào dùng màu xanh thì thường có thể là bắt đầu suy nghĩ đến là chuẩn bị chốt lời phân nửa cái số lượng crypto mình có Tại vì sao chỉ phân nửa? Tại vì chúng ta không biết được là chúng ta có tin tưởng 100% được hay không Thường đây chia sẻ với các bạn là thà thuận chốt lời phân nửa Còn hơn là sau này hối hận Và ngược lại nếu như chốt lời hết mà lợi như mà crypto tiếp tục tăng trưởng Thì thường sẽ tiếp tục hối hận Cho nên chỉ có thể là chốt lời phân nửa mà thôi Phân nửa thường sẽ luôn giữ lại ở trong thị trường này Vì cái lý do đó Và đương nhiên nếu chúng ta thấy được là những cái biểu đồ này cùng nhau chỉ vào một xu hướng thì sẽ tốt hơn nếu chúng ta chỉ thấy một cái biểu đồ duy nhất là NUPL thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ coi coi là dấu hiệu đó có đáng tin cậy hay không hay là chúng ta phải chờ a hodler đi vào cái dùng màu đỏ này trước khi mà ra quyết định. Đó là cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thì trong cái khoảng thời gian mà chúng ta thấy tăng trưởng ngày hôm nay thì có rất nhiều sàn đã gặp khó khăn. Nhiều bạn đã comment ở dưới những cái tweet, những cái bài đăng của Thuận nói là cái sàn Binance rất là chậm thì các bạn thấy được là CG của Binance cũng đã nói là sàn đang gặp rất nhiều những khó khăn tại vì bây giờ sàn đã có rất là nhiều người sử dụng cùng một lúc sàn không có thể nào mà xử lý hết được đang bị quá tải và các bạn thấy được là chúng ta ngày hôm nay cũng thấy là sàn Binance com đã nói là đã ngưng không cho rút tiền trong khoảng thời gian là 30 phút bây giờ thì thường không biết được là đã cho rút tiền lại hay chưa các bạn comment ở bên dưới họ không cho rút tiền tại vì bị quá tải chứ không phải là họ bị vấn đề gì hết và các bạn thấy được là không chỉ riêng là Binance mà chúng ta cũng thấy Kraken Kraken cũng là một trong những sàn mà đang gặp khó khăn ngày hôm nay họ nói là sàn Kraken đã có rất là nhiều những cái lỗi ngày hôm nay tại vì quá nhiều người sử dụng và những thông tin này rất giống như là các bạn thấy được là năm 2018 đầu năm có nghĩa là cái đợt mà gần kết thúc mùa tăng trưởng đó thì ngày 4 tháng 1 năm 2018 đó thì sàn Binance đã làm gì? họ đã ngưng không cho người ta đăng ký tại vì sao tại vì sàn bị quá tải thì các bạn thấy được chúng ta bây giờ lại thấy những cái dấu hiệu tương tự như là năm 2017 cho nên thời điểm này đó thì tuy điểm ta vui tại vì giá cả tăng và đương nhiên thường muốn Bitcoin tiếp tục có thời gian tăng trưởng nhiều hơn nhưng mà chúng ta không thể nào mà phủ nhận những cái chỉ số này cũng như là phủ nhận những cái dấu hiệu chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình đây là một trong những điều rất là quan trọng mà các bạn cần phải tiếp tục theo dõi và thường sẽ cố gắng chia sẻ nhiều thông tin với các bạn. Ngoài những điều này ra đó, thì một trong những điều mà có thể dẫn đến cái sự lo ngại trong thị trường này Các bạn thấy được đây là một cái tweet được chia sẻ bởi blog post thì blog post nói là thị trưởng của Miami, Miami thành phố mà nổi tiếng của Florida đó, Francis Suarez nói là ông ta đang chuẩn bị để mà đưa ra một cái đề nghị là cái thành phố Miami sẽ mua một số Bitcoin để mà lưu trữ Thì đây là một thông tin rất là tốt cho Bitcoin Tại vì bây giờ không chỉ là chúng ta thấy là những công ty lưu trữ Bitcoin trong ngân khố Mà bây giờ ngay cả một thành phố lớn như là Miami ở Florida cũng có ý định là lưu trữ Bitcoin Nhưng mà các bạn cũng cần phải hiểu đó là chuyện gì đang xảy ra Những công ty này, những thành phố này đó muốn lưu trữ Bitcoin trong ngân khố của mình Có nghĩa là muốn thay thế đồng đô la Đồng đô la các bạn cũng đã biết đây là một cái đồng gọi là tiền dự trữ của thế giới và các bạn có nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ sẽ đứng nghiêng để thấy là những công ty, những thành phố sẽ thay đổi thay vì lưu trữ đồng đô la mà bây giờ họ sẽ lưu trữ Bitcoin hay là không? Tôi sẽ không nghĩ là họ sẽ đứng nghiêng nhưng mà họ sẽ làm được gì? Tôi cũng chưa biết được. Bây giờ nếu nói tới cấm ấy, thì đương nhiên là Hoa Kỳ không có ý định cấm. Và nếu như mà nói tới là ngăn cản sự hoạt động thì Hoa Kỳ sẽ không ngăn cản sự hoạt động. Nhưng mà tôi nghĩ là Hoa Kỳ có thể là đưa ra những cái luật là làm cho khó khăn để cho những công ty những cái thành phố có thể lưu trữ Bitcoin thay thế cho đồng đô la Chúng ta vẫn chưa biết nhưng mà bất cứ một hành động nào cũng phải tốn thời gian thôi Không nghĩ là chúng ta sẽ nghe nó bất cứ một hành động nào trong thời gian ngắn tới đây Tại vì nếu như mà chính phủ Hoa Kỳ muốn đưa đạo lực gì đó thì cũng cần phải hội hợp Cũng cần phải tốn thời gian cho nên khi mà biết thêm tôi sẽ chia sẻ với các bạn Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào thông tin liên quan tới Ethereum CME đi Thì chúng ta có biết là hợp đồng của Ethereum đã bắt đầu giao dịch trên sàn CME uh, chiều ngày hôm qua thì cho đến hôm nay kết thúc đó đã có tổng cộng là 388 hợp đồng đã được kích hoạt ở trên mạng lưới của CME thì các bạn thấy được là con số này đã so với Bitcoin thì yếu hơn các bạn thấy được cái ngày đầu tiên thì đã có 1.000 hợp đồng tương lai ở trên sàn CME được mua bán khi mà hợp đồng tương lai của Bitcoin có mặt ở trên sàn CME cho nên 388 theo con số này là cũng khá yếu nhưng mà đây là chỉ là sự bắt đầu thôi có thể chúng ta sẽ thấy là những nhà đầu tư sẽ có nhiều hứng thú hơn đối với lại đồng Ethereum ở trên sàn CME và cuối cùng là chúng ta thấy được là một trong những cái comment thường hay nhận được đó chính là đồng Filecoin Thì hôm nay cũng có một cái tweet mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là cái tweet liên quan đến đồng Filecoin được chia sẻ từ Tyler Winklevoss Nghĩa là một trong hai người đồng sáng lập gia sàn Gemini ở Hoa Kỳ Thì bây giờ cái tweet này nói là có thể Bitcoin là một trong những đồng sâu đồng ngày hôm nay Nhưng mà Filecoin cũng là một đồng mà chúng ta cần phải quan tâm đến Đây là cái thông tin mà Thùng muốn mang đến cho những bạn nào mà yêu thích đồng Filecoin và đây là những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này ngày hôm nay. Ở cuối video Thuận muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin liên quan đến những cái dịch vụ và những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital. Và bản thân Thuận các bạn cũng đã biết Thuận là một nhà đầu tư lâu dài và thích chung mình giá cho nên Thuận không có tham gia trading hàng ngày nhưng mà đây là thông tin dành cho những người nào mà quan tâm và các bạn cần phải cẩn thận tại vì trading thì có nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp với những người nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao cũng như là những người nào mà sử dụng margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn và chúng ta có những cái ưu đãi mà các bạn thể nhận được như là các bạn có thể được giảm phí giao dịch cũng như là nhận được bonus thì những sàn mà các bạn thường thấy đó chính là sàn margin Fx đây là một sàn mà cộng đồng thùng Capital cũng đã sử dụng trong cái thời gian là hơn một năm qua và nhiều bạn thấy cảm thấy là dễ sử dụng và đây là một sàn mà hiện bây giờ không có hỗ trợ US Trader cũng như là các bạn ở Việt Nam, các bạn ở những nước khác thì được hỗ trợ nhưng mà Hoa Kỳ bây giờ thì không thể đăng ký sàn Margin FX nhưng mà những bạn nào ở Hoa Kỳ thì cũng không có cần lo lắng quá các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn EMT đây là một cái sàn mà Margin có hỗ trợ US Trade và thì bây giờ có chức năng copy trade các bạn có thể là tham khảo những cái link này Và đương nhiên tất cả những dịch vụ này các bạn đều có thể bấm vào cái link màu xanh lá cây để điền đơn vào group nhận hỗ trợ Đây là cái group mà trả lời những thắc mắc của các bạn khi mà các bạn sử dụng những dịch vụ này nếu như mà không trả lời được thì đội của thuận capital sẽ có thể kết nối với các bạn với lại cái telegram chính thức của những cái dịch vụ này và hiện bây giờ sàn mt vẫn có một cái ưu đãi độc quyền bây giờ cho đến khoảng chừng là cuối tháng 2 các bạn thấy được đây là cái thông tin là từ đây cho đến ngày 26 tháng 2 thì các bạn có thể nhận được những cái bonus khi mà các bạn nạp tiền vào sàn mt này và cái số tiền các bạn nhận vào có thể là lên tới cái con số là 400 đồng theo được coupon và các bạn thấy được là các bạn chỉ cần nạp 100 đồng USDT thôi thì các bạn sẽ nhận ngay 10 đồng theo được coupon. Đây là cái ưu đãi hiện bây giờ của sàn LMT. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái sàn kế tiếp đó chính là sàn mà rất nhiều bạn quen thuộc đó chính là sàn Binance. Thì sàn Binance.com đó nghĩa là sàn Binance quốc tế đó hiện bây giờ thì không hỗ trợ US Trader. Tất cả những cái quốc gia khác thì đều hỗ trợ ngoài trừ là Hoa Kỳ mà thôi. Thì sàn này bây giờ các bạn có thể đăng ký thông qua liên thuận capital trên màn hình. Các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch spot như giao dịch thông thường và các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch futures và có hai cái link các bạn chỉ cần đăng ký một trong hai link thì có thể nhận được cái bonus cho cả hai và nếu như bạn là một người ở Hoa Kỳ thì các bạn có thể tham gia vào sàn Binance US thì bây giờ sàn này đã hỗ trợ Thu nhớ là lên tới 40 tiểu bang rồi thì các bạn có thể tham khảo thông tin ở cái nơi này và các bạn có thể là tham gia vào sàn margin Bybit một cái sàn rất là lớn hiện bây giờ và sàn này các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch tháng đầu và các bạn có thể tham gia vào sàn Coinbase đây là một sàn mà thường nghĩ là không cần phải giới thiệu nhiều đây là một sàn mà hỗ trợ Hoa Kỳ Anh Úc và 27 quốc gia khác các bạn có thể nhận được 10 đô la sau khi các bạn mua 100 đô la đầu tiên khi các bạn đăng ký tài khoản thông qua liên thuật Capital lần đầu và ứng dụng BlockFi Đây là một cái ứng dụng landing có lãi các bạn có thể gửi tiền vào để mà nhận lại hàng tháng Và bây giờ thì có bonus lên tới 250 đô Và đây là một cái ứng dụng mình thường đã sử dụng trong thời gian dài thường đã từng chia sẻ với các bạn Và đây là một công ty rất lớn ở Hoa Kỳ Và cuối cùng CryptoCoin thì nghĩ là nhiều bạn cũng quen thuộc Đây là cái dịch vụ hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng Các bạn có thể nhận được 30 đô la credit khi các bạn nâng cấp tài khoản với nhiều tính năng bằng cách tài đăng ký thông qua link của Thuận Capital. Đây là những cái thông tin cơ bản liên quan tới những dịch vụ này. Nhưng mà nào mà có thú thì có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm những cái thông tin liên quan tới những dịch vụ này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.